Chào tất cả 11 anh chị em nhé. Các anh chị em vào chia sẻ nhiều nhiều cho Hải Yến một chút nhé. Bây giờ Hải Yến chỉ chia sẻ sơ sơ như thế này thôi nhé các anh chị nhé. Ví dụ như là người ta làm, người ta vì dân đấy các anh chị ạ. Đấy, các anh Đoàn Ngọc Hải ở trong Sài Gòn đó, anh vì dân đấy các anh chị ạ. Khi mà người ta đã nói, trước khi người ta xuống đường, người ta còn đang làm nhiệm vụ ở trong nhà nước nhá. Người ta xuống đường, người ta bảo như thế, người ta xuống đường, người ta đã, trước khi người ta làm việc, người ta đã bảo nếu như người ta không dẹp được những cái quán ăn ở vỉa hè thì chắc chắn người ta cũng sẽ nghỉ việc. Người ta xin nghỉ việc. Người ta nói trước, trước khi người ta xuống. Trước khi anh Đoàn Ngọc Hải này nhá, là anh ấy xuống đường, anh dẹp những cái quán ăn. Mà trước khi anh dẹp cái quán ăn là anh đã nói thẳng với chính phủ, nhà nước của chúng ta là nếu như anh không dẹp được, anh sẽ xin nghỉ việc. Đúng như lời anh thực hiện. Đúng chưa? Người dân có nghĩa là, có nghĩa là anh vì người dân. Nghe chưa? Có nghĩa là anh vì người dân. Anh không, đáng nhẽ người dân ấy, khi mà bán ở bên đây cũng thế thôi. Tất nhiên Hải Yến hiểu được người dân, cái miếng cơm manh áo của người dân là Hải Yến hiểu được. Hải Yến cũng đã từng buôn bán rồi, Hải Yến hiểu được. Nhưng ở bên đây này các anh chị nhá, nếu buôn bán ở ngoài đường đây này là phải có giấy phép của nhà nước, và cái chỗ đó phải trả hàng tháng thì mới được phép bán. Còn nếu như nhà nước không cấp giấy bán ở ngoài đường ở bên Hà Lan đấy thì các anh chị không được phép ra ngoài đường bán, nghe chưa? Và khi các anh chị bán là mỗi một, như Hải Yến bán ở ngoài đường, bán hàng ở ngoài đường, một tháng Hải Yến trả 400 euro nhá. 400 euro đấy các anh chị ạ. Nó chỉ khoảng có một 4 mét vuông và 8 mét vuông. 4 mét vuông, 8 mét vuông, tổng cộng là 8 mét vuông. Đấy. Là Hải Yến phải thuê ở ngoài đường đấy. Là Hải Yến phải thuê là trả 400 một tháng. Đấy. Thì anh chị tính là 400 một tháng thì nó tính là tiền Việt mình nó là 10 triệu được các anh chị ạ. 10 triệu rồi, bán ở ngoài đường đấy nhá. Hôm nào mà Hải Yến đi ra cửa hàng đấy, ra cái chỗ bán hàng ở ngoài đường, Hải Yến sẽ quay cho các anh chị nhìn. Chắc là Hải Yến nói thì các anh chị chưa hình dung đâu. Cũng các anh chị cứ hình dung giống như là cắm một cái trại lên như thế này này, cắm một cái nều lên ấy để mà bán hàng ở ngoài đường đấy. Các anh chị cứ hình dung như vậy. Nhưng một tháng là Hải Yến phải trả 10 triệu tiền Việt mình đấy. 400 euro có nghĩa là 10 triệu tiền Việt mình đấy các anh chị ạ. Mà phải có giấy phép của nhà nước cho, cấp cho thì mà các anh chị mới được ra đường bán nhá. Nếu như không được phép thì các anh chị không được, người ta không cấp giấy phép cho thì các anh chị không được phép ra đường bán. Đấy. Nhưng ở Việt Nam của chúng ta là tự do. Đấy, các anh chị đã đấy thì cái anh Đoàn Ngọc Hải anh thấy là cái chỗ vỉa hè của cái thành phố lớn đó, của quận 1 đó, thì nếu như vậy thì để người ta cái không có chỗ, nếu mà bán ở vỉa hè vậy người đi bộ là không có chỗ rồi. Đấy, thì chắc chắn là người ta phải dẹp, mà khi trước khi người ta đã dẹp, người ta đã bố trí cho một cái chỗ ở nơi khác bán. Nhưng người dân lại bảo là không, tôi bán ở đây tôi quen rồi, khách nó quen rồi, khách nó đến đây nó ăn, nhưng mà tiền chỗ thì không có trả, chỉ có bán không thôi. Đấy, thì chính mà anh Đoàn Ngọc Hải đấy, anh dẹp không được. Vì anh dẹp nó có người, còn người dân còn đe đánh anh đi nữa cơ. Đấy, anh dẹp không được. Anh chấp nhận thua người dân đấy. Anh chấp nhận anh bỏ cuộc. Anh chấp nhận anh bỏ cuộc. Anh bỏ cuộc vì sao? Là vì người dân. Đấy, vì anh không dẹp được. Đấy, là anh bỏ cuộc. Đấy, anh bỏ cuộc, anh không làm trong phó chủ tịch, anh không làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân nữa của quận 1 nữa, anh về làm dân thường. Bây giờ anh về làm dân thường, anh bỏ tiền túi ra, anh mua một con xe 700 triệu, anh đăng ký vào cái xe gọi là cấp cứu đấy, để anh chở hết từ Sài Gòn, từ thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ nói thành phố Hồ Chí Minh thôi chứ không nói Sài Gòn nữa. Thành phố Hồ Chí Minh nói nó bọn báo què nó tức lắm đấy các anh chị ạ. Đấy, nói thành phố Hồ Chí Minh đấy. Bây giờ nói thành phố Hồ Chí Minh, anh chở từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, từ Hà Nội chở người bệnh về thành phố Hồ Chí Minh, nói chung là đi tất cả trên cái đất nước Việt Nam nếu ai có nhu cầu. Anh vừa bỏ tiền túi ra mua một con xe, anh vừa giúp đỡ những cái người nghèo. Đấy. Đó là anh giúp đỡ về đất nước rồi. Nhưng
anh chị có thấy không? Anh chia sẻ thương cực ấy, thương anh ấy lắm. Thật, anh chia sẻ thương cực luôn. Bây giờ anh người anh gầy còm lắm. Anh sút thẳng đi ấy. Trời ơi, trông thương cực luôn. Anh chia sẻ như này này. Tôi đi làm việc thiện thôi. Đấy, nhưng có người còn gọi điện. Khi mà anh ấy cho cái số điện thoại gọi là nói chung là số điện thoại tự do, ai thích gọi gọi, nếu ai có nhu cầu thì gọi cho anh ấy. Thì anh ấy chia sẻ cái số điện thoại của anh ấy trên mạng xã hội. Đấy. Thì có một số anh chị. Tại sao có một số anh chị lại làm như vậy? Thì Hải Yến thấy nó buồn cười lắm. Lại gọi vào đe đánh anh ấy, lại gọi vào xin tiền anh ấy. Thì anh ấy nói là anh không có tiền, vì bây giờ anh cũng đi làm từ thiện này, anh cũng tốn kém lắm, anh không có tiền, vì tiền xăng, tiền cộ, rồi là tiền xe, tiền sủng, rồi tiền hỏng, tiền hủng, tiền công, tiền củng, anh đâu có. Thì anh bỏ ra như vậy, tự anh bỏ tiền túi anh ra thôi. Thì có một số người dân lại gọi và xin tiền của anh ấy. Thì anh bảo anh không có, quay ra chửi. Quay ra nhắn tin chửi tầm bậy tầm bạ, chửi đủ mọi thứ. Mà anh ấy tâm sự cả anh chị, mình ngồi mình thấy rơi nước mắt. Tại sao có một số người Việt lại còn làm như cái trò như vậy? Thì các anh chị bảo như cái thằng bà que. Bây giờ nó gọi đa đảng. Đa đảng, đa đảng làm sao được như vậy? Chính cái người ta đã phải bỏ cái lãnh đạo để người ta ra cứu người dân ở ngoài đường. Đấy. Thì lại đe đánh người ta, lại đe chửi người ta, lại chửi đủ mọi thứ, lại chửi thậm tệ. Thì các anh chị bảo thấy làm sao mà có thể là đa đảng được bây giờ? Chính người dân, có một số người dân còn thiếu ý thức đến mức độ như vậy. Thì làm sao bây giờ có đa đảng? Đa đảng Việt Nam là loạn luôn, các anh chị có thấy không? Đảm bảo nếu mà đa đảng, Hải Yến chỉ chia sẻ nó nhẹ nhàng như vậy thôi. Nếu như mà bây giờ mà nước Việt Nam có đa đảng, sẽ Việt Nam sẽ loạn luôn. Mà Hải Yến chỉ chia cái nho nhỏ của anh Đoàn Văn Hải thôi. Thì các anh chị thấy không? Nó khác với nệ Nguyễn. Anh nghĩ anh Đoàn Văn Hải khác với lại Nguyễn Chí Thành. Nhá. Nguyễn Chí Thành là một người công an, cán bộ của nhà nước. Khi bây giờ nhà nước và cơ quan đã cho nghỉ việc, thì cái nghỉ việc đó Hải Yến không chắc được. Nghe chưa? Nó còn nhiều cái kết quả, nó còn nhiều những cái nội bộ ở bên trong cái ngành, cái nghề của anh ấy nữa. Giống Hải Yến chỉ chia sẻ đơn giản như thế này thôi các anh chị nhé. Ví dụ Hải Yến đi làm ở bên đây, Hải Yến là một người dân bình thường thôi, chứ Hải Yến không phải cơ quan nhà nước gì. Nếu như cái cơ quan đó Hải đi làm thuê cho người ta nhá, cái công ty đó người ta bảo là 8 giờ anh phải đi làm, đúng chưa? Cái hợp đồng của anh 8 giờ sáng là 8 giờ sáng là anh đã phải đến rồi, anh phải có mặt ở trong cái công ty đó rồi. Nếu như 8 giờ sáng mà 8 rưỡi sáng anh mới đến, hoặc 8 giờ 15 anh đến, là người ta cảnh cáo anh một lần nhá. Đến lần thứ hai anh không có trách nhiệm gì với công ty đó. Đấy, anh vẫn cứ đi muộn vậy. Đến lần thứ ba người ta có quyền đuổi việc các anh. Đấy. Người ta có quyền đuổi việc các anh. Đấy. Vì mình đi làm, mình đúng, mình lấy đồng lương, nhưng mình cũng phải có cái trách nhiệm giờ giấc cho của công ty khi người ta đã ra lệnh, đúng chưa? Thì bây giờ cái anh Nguyễn Chí Thành này, đấy, Nguyễn Chí Thành là chức vụ cũng cao cao, trung tá cơ mà, trung tá Nguyễn Chí Thành cơ mà, chức vụ cũng cao cao chứ đâu có phải là thấp đâu. Thế bây giờ nhà nước cho nghỉ việc rồi, nếu anh có tài, anh có giỏi, anh không cần làm cho, anh không cần làm cho nhà nước nữa, anh sẽ ra ngoài làm tư nhân, đúng chưa? Tự anh bỏ vốn ra, tự anh đầu tư làm tư nhân. Đấy, thì có ai bảo anh sao đâu. Nhưng bây giờ anh Nguyễn Chí Thành này, bây giờ anh không khoác cái đồng phục của công an nữa, mà anh mặc dân thường, nghe chưa? Dân thường để anh live stream, anh chửi hết là bỏ đỏ. Mà trong khi đó anh chửi hết nào bọn bỏ đỏ, thì nó khác với lại anh Đoàn Ngọc Hải. Anh Đoàn Ngọc Hải, anh tự anh thôi việc, không ai đuổi anh ấy, tự anh thôi việc. Mà anh chức rất to, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân, chức rất to ở thành phố Hồ Chí Minh quận 1, chức rất to. Mà trong khi đó anh tự nghỉ việc, anh còn đi, anh không có nói xấu cái gì Đảng Cộng sản, mà anh còn hy sinh cho Đảng Cộng sản, hy sinh cho người dân nữa.
thì nó khác hoàn toàn với lại cái anh Nguyễn Chí Thành, trung tá Nguyễn Chí Thành. Nó khác hoàn toàn với anh trung tá Nguyễn Chí Thành. Bây giờ anh trung tá Nguyễn Chí Thành, anh cởi đồng phục ra rồi, anh không còn cái đồng phục ở trên người nữa. Nhưng bây giờ này hầu như là anh cũng suốt là live stream suốt. Anh chửi hết là bò đỏ. Anh chửi là bọn bò đỏ nó ngu lắm. Anh chửi thế cũng giống khác, chả khác gì những cái thằng bá que nó chửi vậy đâu. Đấy. Anh chửi, bây giờ anh cũng chửi hết là bò đỏ. Đấy. Thì bây giờ hỏi anh Nguyễn Chí Thành, nếu anh giỏi, nghe nghe chưa, đồng chí Nguyễn Chí Thành, bây giờ là anh đã cách chức rồi, chức vụ rồi, thì Hải Yến vẫn cứ tôn trọng, Hải Yến gọi là đồng chí Nguyễn Chí Thành, đúng chưa? Nếu như đồng chí giỏi, không cần làm ở trong nhà nước nữa, ra làm tư nhân, nếu mình đủ trình độ, mình đủ tài giỏi, mình sẽ ra xã hội để thương trường, chứ không cần phải ngồi live stream nói tầm bậy tầm bạ, nói tào lao như vậy được, chửi hết bò đỏ, người nào cũng là bò đỏ. Thế bây giờ anh ngày xưa anh làm ở trong cái chế độ cộng sản, thế thì anh nghĩ sao? Người ta gọi anh bò đỏ thì anh nghĩ sao? Bây giờ anh cởi cái, anh bị cơ quan nhà nước cách chức anh, thì anh lại ra anh chửi là bò đỏ. Đấy, thì Hải Yến thấy nó ngược chiều ở hai cái. Đấy, giữa anh Đoàn Văn Hải và đồng chí Nguyễn Chí Thành, nó khác nhau hoàn toàn. Cái đạo đức con người là cái quan trọng nhất. Cái đạo đức con người là cái quan trọng nhất. Nhà nước giống như Hải Yến cũng thế thôi. Hải Yến không thích nhà nước, Hải Yến sẽ ra tư nhân để làm luôn. Đấy, cần gì phải trong nhà nước? Nếu như mình không thích, mình không cần phải nói gì, mình giỏi, mình sẽ ra thương trường. Thế thôi, mình sẽ ra thương trường để mình chiến đấu với cuộc sống của mình. Còn nếu như anh chê, anh Nguyễn Chí Thành anh chê nhà nước trả lương thế nọ, trả lương thế kia, thì hàng bao nhiêu năm anh làm ở trong nhà nước làm cái gì? Thì bây giờ bị nhà nước và cơ quan người ta cách chức anh, thì anh bây giờ anh lại chửi nhà nước, rồi chửi người người ta lãnh đạo, rồi chửi người dân là bò đỏ. Thế anh nghĩ sao? Đấy, anh nghĩ sao? Cách chức là Hải Yến đã chia sẻ rồi, giống như anh đi làm, Hải Yến chia sẻ lại một lần nữa, giống như anh đi làm cũng thế thôi, phải đúng giờ đúng giấc trong một cái công ty đó. Chỉ cần người dân bình thường thôi đấy, khi người ta hợp đồng anh 8 giờ sáng anh phải đi, 4 giờ chiều anh về, 4 giờ chiều anh phải về. Đấy, có nghĩa là anh cũng đã sai phạm ở trong cái cơ quan pháp luật của nhà nước rồi. Cho nên người ta với, cho nên nhà nước và cơ quan pháp luật ở cái địa phương anh làm việc đó, người ta đã cho nghỉ rồi, thì cũng phải có vấn đề, người ta mới cho nghỉ. Còn nếu như anh bảo anh giỏi và anh đi đúng sự thật, không bao giờ người ta cho anh nghỉ. Nói thế chứ nhanh, không bao giờ nhà nước cho anh nghỉ, không bao giờ nhà nước cho anh nghỉ được. Phải đặt câu hỏi như thế này thôi. Cả Việt Nam, hàng bao nhiêu người người ta cũng lãnh đạo, hàng bao nhiêu người người ta cũng làm công an, tại sao người ta không bị đuổi mà có mỗi mình anh bị đuổi vào cái thời kỳ này? Đấy, có mỗi mình anh bị đuổi vào cái thời kỳ này. Đấy, nếu như cả một cái công ty, cả một cái cơ quan đó người ta sai, thì rõ ràng người ta cũng phải có cái biện pháp, nhà nước cũng phải có biện pháp chứ. Tại sao nhà nước lại đuổi mỗi mình anh? Đấy, tại sao cái cơ quan đấy lại đuổi mỗi mình anh? Thì có nghĩa là anh cũng đã làm sai. Khi sai ở chỗ nào? Anh khoác một cái chiếc áo của công an, anh không được quay phim chụp ảnh của người khác công an lên. Đấy, anh sai ở cái điểm đó. Nó có quy luật hết rồi. Và với cái thứ hai còn chức vụ nữa, anh đã làm trung tá, đúng chưa? Cái trung tá thì hàng năm anh phải phấn đấu cho nhà nước, đúng chưa? Mỗi một năm anh phải phấn đấu, anh phải phát huy, đúng chưa? Anh phải phấn đấu, anh phải phát huy lên cho nhà nước người ta nhìn thấy, thì người ta phải cấp mỗi một năm thêm một chức vụ để cho anh. Anh không có sự phấn đấu, mà anh chỉ có sự đấu đá ở trong cái cơ quan của anh thôi. Anh đấu đá người ta, những cái người người ta làm chức cao, thì rõ ràng mỗi một năm người ta phải hy sinh cho đất nước, người ta phải cống hiến cho đất nước, người ta phải có tiếng nói cho đất nước, người ta phải làm đủ kiểu để đất nước người ta nhìn thấy là anh là một người như thế nào, cho đất nước, một người lãnh đạo như thế nào cho đất nước,
thì đất nước, thì nhà nước mỗi một tháng năm mới cấp huy chương cao lên cho anh được. Chứ không phải là bây giờ anh không cống hiến cho nhà nước, anh chỉ có đi đả đảo những cái người người ta chức to đấy, lại còn đả đảo cả sếp nữa. Đấy, thì rõ ràng là anh sai với pháp luật rồi còn gì nữa, đúng chưa? Đấy, anh thấp hơn người ta thì mình phải bằng lòng những cái gì mình có. Hải Yến đã nói rồi, cái gì cũng phải bằng lòng, nghe chưa? Còn mình muốn chức cao hơn thì mình hàng năm mình phải tiến tới, mình phải làm rõ ràng, mình phải làm những cái gì là cái cơ quan pháp luật đó người ta nhìn thấy, mình phải làm những cái gì cho người dân nhìn thấy, mình phải làm những cái gì cho nhà nước nhìn thấy, thì lúc đó anh mới được chức vụ cao hơn nữa. Đấy, chứ anh không làm một cái gì mà anh tự nhiên anh đòi chức vụ cao hơn nữa thì có mà chết à? Đấy, anh không phấn đấu tự nhiên anh đòi như vậy có mà chết à? Đấy, đâu có được. Đấy, mà trong khi đợi anh Phú Nguyễn chờ em tí nhá, rồi thì em sẽ gọi anh lên. Đấy, thì là cái đó là sai ở anh đấy. Cơ quan pháp luật người ta cho anh nghỉ là đúng rồi đó. Còn bây giờ không sao, không sao, Nguyễn Chí Thành không sao. Nguyễn Chí Thành phải nhìn lại với lại cái anh Đoàn Ngọc Hải, nghe chưa? Mình phải học hỏi ở cái đó thì mình mới vươn tiếp được con người của mình. Còn bây giờ mình cứ lên mạng, mình chửi bò đỏ, mình cứ lên mạng, bây giờ mình chửi chất tất, bây giờ Nguyễn Chí Thành cứ lên mạng là chửi bò đỏ, thì rõ ràng là anh thiếu một cái học thức rồi. Tôi không hiểu anh chức vụ gì, trung tá, anh đã từng trung tá rồi mà bây giờ anh lên mạng anh chửi người ta là bò đỏ, thì có nghĩa là cái đấy là không có được, nghe chưa? Đấy, cái đó là không có được. Còn mình tài giỏi mình không cần. Nếu như nhà nước đã cho mình nghỉ rồi, mình tài giỏi mình sẽ ra thương trường với xã hội, ra thương trường với nhân dân, tự nhiên mình có cơm ăn áo mặc, tự nhiên mình hơn cái chế độ của công an, thì là lúc đó người dân người ta nhìn thấy cái tư cách của anh như thế nào và cái cách sống của anh như thế nào. Đấy, và cái tương lai anh vươn lên nó như thế nào. Anh ra ngoài rồi anh hơn ở trong đảng thì rõ ràng người ta mừng cho anh. Đấy, nhưng bây giờ anh ra ngoài rồi bị nhà nước cách chức thì anh lại ức chế cực đoan, bây giờ anh lại chửi tất cả là bò đỏ. Anh chửi cá nhân thì được nhá. Nếu như anh nói cá nhân với cá nhân, giữa anh và một cái người nào đó xúc mắc với nhau thì anh nói thì được, nhưng anh không thể tóm tắt hết vào cả đất nước Việt Nam là bò đỏ được. Đấy, trong đó kể cả người dân anh cũng chửi là bò đỏ, thì trong đó cũng có Hải Yến ở trong đất nước Việt Nam. Đấy, trong đó cũng có Hải Yến nữa, hai anh cũng chửi nó bò đỏ. Chính vì thế là Hải Yến tham gia với đồng chí Nguyễn Chí Thành, trung tá Nguyễn Chí Thành, nhìn lại anh Đoàn Ngọc Hải đi, để mà làm lại cho đất nước đi, để làm những cái gì cho đất nước thiết thực đi. Bây giờ anh đã ra ngoài rồi, anh không làm một cái gì cho chế độ nữa, cho chế độ cộng sản nữa, anh là một người dân thường của chế độ cộng sản. Bây giờ anh vươn lên cho cuộc sống của anh, thương trường với xã hội đi, thương trường với bản thân mình ở ngoài đường, ở ngoài đời đi. Đấy, đấy, cần gì đâu. Nếu mình giỏi mình không cần gì. Giống như Hải Yến cũng thế thôi. Đất nước Việt Nam nghèo khó, đúng chưa? Hải Yến cũng phải nghĩ cách để đi nước ngoài để nuôi sống gia đình. Đấy, cũng phải có những cái mưu kế như vậy chứ. Đâu có phải ngồi chửi nhà nước được. Nhà nước, Hải Yến hiểu được, nhà nước không ai nuôi các anh chị cả đời được. Hải Yến hiểu được cái điều đó. Đấy, cho nên gia đình nhà Hải Yến rất là nghèo các anh chị nhá, nghèo cực kỳ luôn, nghèo cực kỳ luôn. Nếu như nói 20 năm về trước, 20 năm về trước, nếu mọi người cứ hỏi ở cái cầu Lạc Quần đó, ai cũng biết nhà Yến nghèo nhất ở cái xã Sơn Kiên đó, nghèo cực kỳ luôn. Nhưng Hải Yến biết được, nếu như mà phản động hoặc là kêu ca một cái gì đấy, nhà nước có cho đi chăng nữa, nhưng nhà nước không nuôi anh được cả cuộc đời. Anh không thể vươn lên được cái đồng tiền của người khác người ta giúp đỡ. Chỉ có phần nào đó thôi, chỉ có thời kỳ nào đó thôi. Tự anh phải nghĩ cái đầu của anh cho tương lai của anh. Đó, thì Hải Yến phải nghĩ cách đi nước ngoài. Đấy, cũng là cái số phận đi lấy chồng nữa, cũng là một phần cái số phận. Cái số phận là một phần, nhưng cái định hướng của anh cũng là cái quan trọng lắm. Đấy, đấy, cũng không phải là đổ hết cái số phận đâu. Đấy, cái cơ hội nó đến các anh chị ạ. Cái cơ hội nó đến là Hải Yến phải chụp luôn đấy. Đấy, cái cơ hội nó đến là Hải
không phải là chụp ăn cắp ăn trộm cái gì nha các anh chị nhá. Đấy, cho Hải Yến phải chia rõ cái cơ hội của mình cả cuộc đời nữa đến là Hải Yến phải bắt nằm luôn vào trong tay như thế này này, không cho nó chạy thoát, không cho nó chạy thoát. Đấy, thấy chưa? Thì bây giờ cuộc sống của Hải Yến là ngon lành rồi. Đấy, gia đình Hải Yến có nhà đầu rồi. Đấy, Hải Yến thì ok, không nghèo nữa. Thì Hải Yến vẫn cứ nghĩ đến đất nước Việt Nam. Đấy, chứ Hải Yến đâu có thể là phản động. Hải Yến biết được cái đất nước Việt Nam của chúng ta quá khổ, khổ cực kỳ luôn ấy. Kể cả người dân, cho đến các anh bộ đội, cho những các anh chiến sĩ công an, cho những các anh hy sinh, cho những người lãnh đạo rất là khổ, không phải sung sướng gì đâu các anh chị nhé. Người ta không phải sung sướng gì đâu. Đấy, người ta không phải sung sướng gì đâu mà để các anh chị bây giờ cứ ngồi chửi cộng sản. Đấy, cộng sản nó vươn đến ngày hôm nay, cộng sản nó vươn đến ngày hôm nay là cũng nhờ vào cộng sản đấy các anh chị. Bây giờ các anh chị đất nước, đúng Hải Yến đã nói rồi, có một số anh chị có nghèo đi một tí đi, nhưng đất nước bình yên còn hơn là chiến tranh à, đúng chưa? Đấy, đúng chưa? Các anh chị có ăn đói đi một chút còn hơn là chiến tranh à? Chiến tranh để làm gì?